ជម្រាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅមេរៀនទី 9 និយាយអំពី color adjustment in Adobe Photoshop អញ្ចឹងយើងដឹងហើយតើ color adjustment ហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានអ៊ីមេលមួយឧទាហរណ៍នេះជាអ៊ីមេលដែលខ្ញុំបង្កើតកម្មុននោះឥឡូវយើងបង្កើតជាអប់ជិតមួយខ្ញុំចុចអល់ Control C E. I am Photoshop version 1. This file is saved. I am tiền object. I am select object to my. Okay, this is object. This is your dot change. Okay, allow you success. P. Okay, cứ color adjustment. Chứng color adjustment vi miên là cái này chứ. Khi bài chạy riêng á, vi miên là original, click, future, repeat. Black go ឯង 22 ចឹងទៅ crop color ហ្នឹង ឯងចឹងទៅ រីក៏ គេហៅថា control U ក៏បាន អញ្ចឹង យើង ចូល image adjustment adjustment វា មាន ច្រើន អូ យើង សិក្សា ជាមួយ វា បាន ចឹងទៅ level នេះ គេ សិក្សា 2 គេ level នេះ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ពន្លឺ ដូច គ្នា curve នេះ ពាក់ព័ន្ធ ពន្លឺ ពាក់ព័ន្ធ នឹង shoot post-resolution, color blend, camera ISO, photo filter, rồi sẵn. Trên bòi cái khi viên. Ok, những trong bòi thì bòi kiểu thì kiểu cũng mật để chúng ta sẽ về trên bòi kiểu chứ. Sẽ tiếng với trên, sẽ tiếng chúng ta. Dương sẽ warm như các bạn. Nếu khi biết sao ở dương sẽ được, chúng ta sẽ chỉ mưa thôi mùa này để kết thả ok mùa bị sạ xong thì mùa dê thì anh sẽ lệch chẳng tơ chẳng hết ok những trò chất mình tiền những rưu mùa tiền ta những rưu dung mùa nè anh ní lờ bè ní bệnh ní bệnh bọn bệnh lưu ok những tiền mùa lưu mùa dạy mệnh ok ta ok những trò này tiền những trò U restoration, the point of law you mean chatted. You ask a young one's label, call, yellow, screen, gray, blue, margin, mustard. This is a rainbow, with the known, they have Mudavia, Joe Binding, Jim, Jim Joe. Why the young one? Show you jangan grief. Ini dia dekat. Okay, okay. Jadi asalnya cuma lagban, hari cuma mui nak lagban. Okay, okay. Yang minta pandang, okay. Yang tak pandang, okay. Okay. Yang sekarang kita cuci nak ni ban, hari cuci ni nombor dia kau. Bye.